Ai mua khoai nang đây? Đây anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em là 0. Ai mua khoai nang nào? 112. Bên em là chiết hàng cho các bác trên toàn quốc. Vâng. Đấy. Ai mua khoai nang đây? Đây là cái đầu em đấu sẵn được rồi. Đấy. Ai mua khoai nang nào? Đây là hai cổng nhưng mà bây giờ em đấu tạm thời là một cái để thử cho bác nhá. Chứ các bác có thể là đấu hai loa. Ai mua khoai nang đây? Bây giờ em bật nhỉ. Đấy. Ai mua khoai nang nào? Ai mua khoai nang đây? Ai mua khoai nang nào? Ai mua khoai nang đây? Ai mua khoai nang nào? Lò phóng 15W này, tỉa nhớ các loại tiếng chim này. Hãy liên hệ số điện thoại của em, bên em là chiết hàng cho các bác trên toàn quốc. Ai mua khoai nang đây? Các bác mua đầu ở bên em, các bác có quyền được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ai mua khoai nang nào? Bảo hành cho các bác trong khoảng 3 tháng. 1-1 nha các bác nhé. 1-1 nhé. Ai mua khoai nang đây? Ai mua khoai nang nào? Ai mua khoai nang đây? Ai mua khoai nang nào? Ai mua khoai nang đây? Ai mua khoai nang nào? Vâng. Anh em nào có nhu cầu đi ai mua khoai nang đây? Bảy chim đêm, đam mê bảy chim đêm. Ai mua khoai nang nào? Bán hàng trong bách trên toàn quốc nha. Và đặc biệt các anh em nào được bán hàng rong dùng cái này rất ok nhá, bền. Công suất cực lớn. Ai mua khoai nang đây? Bách cả đêm. Không có suy nghĩ gì vì cái này là ai mua khoai nang nào? Vâng, video hôm nay tạm thời em làm đến đây nhá. Anh em nào có nhu cầu mua cái liên hệ số điện thoại của em. Ai mua khoai nang đây? Tạm biệt các bác nhé. Chúc các bác một buổi tối ngon lành nhé.